Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay nha. Thì theo như một cái lời đề bạn trên YouTube của Minh đề nghị là chị ơi, ngày hôm nào đó chị làm một cái video nói về những điều khiến phụ nữ yêu bạn hơn mỗi ngày. Thì Minh cũng đã ngồi suy nghĩ và chắt góp cho mình những cái điều và Minh thấy trong cái cuộc sống của mình và những cái bạn bè của mình, những người xung quanh, những cô chú anh chị và những cái mối tình mà Minh đã từng chứng kiến, thì Minh thấy được là những cái điều điểm mà Minh nêu ra sau đây. Thì Minh làm một cái video để gửi đến tất cả mọi người, những người nào đó đang quan tâm và những người nào đó giống như đang yêu đương nhau và đang muốn tìm hiểu về đối phương để có thể làm cho đối phương vui hơn, thì qua cái video của mình ngày hôm nay có thể giúp ích cho các bạn một phần nào đó hiểu về cái cảm giác của người phụ nữ cũng như là những cái suy nghĩ của người phụ nữ như thế nào nha. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi video. Không làm mất thời gian của tất cả mọi người thì mình sẽ đi vào cái chủ đề đầu tiên. Đó là các bạn biết là cái gì hay không? Một điều cực kỳ đơn giản mà các bạn làm cho cô ấy không cần phải tốn tiền, nhưng mà các bạn luôn bỏ qua những cái chi tiết như thế này. Đó là khi đi chơi với bạn gái của mình thì hãy nên nắm tay cô ấy ở giữa chốn đông người. Là cái này là những cái điều này là miễn dịch cho những cái người nào đó mà không có bạn gái nha, mà đi ra ngoài đường nắm tay người ta là người ta quýnh bồm đầu nha. Những cái điều này là Minh nói để cho những cái chị em nào đó mà đang là một cặp yêu đương với nhau nha mọi người. Mấy anh làm ơn đừng có nghe xong cho đã rồi quay qua nói ờ Minh ơi sao anh làm vậy mà chúng lấy quần xì quấn chúng chồng đầu anh là không được nha. Đừng có khiếu nại em chuyện đó nha, tội em lắm mọi người ơi. Xong rồi á. Tại sao mà mình lại nói là khi mà mình đi nắm tay cái cô gái ở giữa chốn đông người mà cái người cô gái đó lại thích? Đó là như vậy các bạn. Cái người con gái họ suy nghĩ là họ muốn là cái người đàn ông đó công khai cái tình cảm của mình với tất cả mọi người. Và khi mà các bạn đi ra ngoài đường á, bạn nắm tay cô ấy và các bạn ví dụ như các bạn có thể là khoác eo hoặc tròn vai cô ấy thì cô ấy cực kỳ thích. Và cô ấy cảm giác giống như cả thế giới này không cần gì hết, chỉ cần anh là đủ rồi. Giống như vậy đó các bạn. Và khi mà họ được bạn công khai và được bạn đi giữa đường và nắm tay như vậy, họ cảm giác được che chở các bạn. Cho nên cái điều đó rất là nhỏ, nhưng mà cái người đàn ông họ không có nghĩ là cái điều đó nó sẽ làm cho người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng mà các bạn hãy, những người đàn ông nào đó mà đã xem video này của mình ngày hôm nay thì nên chú ý những cái điều nhỏ nhặt đó và có thể làm cho bạn gái mình vui hơn nữa nha mọi người. Điều thứ hai đó là hãy quan tâm về sức khỏe của cô ấy, cũng như là khi cô ấy ví dụ như không có chăm về sức khỏe của mình, hoặc khi mà bệnh hoạn mà cô ấy cứ bướng hay là ngang giống như là hay cãi bướng và làm những cái chuyện mình thích đó, mà không quan tâm đến cái sức khỏe của mình đó. Mình ví dụ một số điều như cho các bạn thấy ha. Ví dụ như các bạn đi chơi với cô ấy mà ngày hôm đó là trời mình biết là sẽ mưa, nhưng mà cô ấy vui và cô ấy muốn là ở lại chơi nữa, nhưng mà bạn nói là không được em ạ. Giống như là mình không phải là mình áp đặt cô ấy, nhưng mà mình nói là mình về, em hãy về cho anh và trời sẽ mưa, anh biết được sức khỏe của em không tốt, nếu như em mắc mưa thì em sẽ bệnh. Đó là theo kiểu là bạn không gia trưởng nha các bạn, tuyệt đối không gia trưởng, không áp đặt cô gái ấy, nhưng mà hãy quan tâm cô ấy bằng cách là bạn yêu thương cô ấy, chứ đừng theo cái kiểu là quan tâm theo kiểu gia trưởng là anh bảo em phải nghe như thế này thế kia. Nhưng mà cái điều anh bảo em phải nghe đó là những cái điều anh quan tâm về sức khỏe của em, chứ không phải là theo kiểu là anh muốn áp đặt em ở mọi tình huống. Giống như là khi mà em làm công việc nào đó, anh áp dụng vào cái trường hợp là anh quan tâm và anh muốn em tốt như thế này thế kia là không được. Ví dụ như là khi cô ấy kinh doanh hay cô ấy làm một vấn đề nào đó thì các bạn chỉ nên đứng phía bên ngoài và động viên và đưa ra những cái ý kiến thôi, chứ không nên là chỉ, giống như là chỉ và bắt cô ấy phải làm. Đó là khác, hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau các bạn. Khi mà mình đi chơi với bạn gái của mình á, và khi mà mình thấy ví dụ như bên Việt Nam mình có rất là nhiều mũi mọi người, ví dụ như cô gái mà mặc quần sọt hay gì đó thì các bạn hãy chú ý đến bàn chân của cô ấy và quan tâm đến cái mũi này kia nọ đó. Thì ví dụ như mà bạn gái mình mà bị mũi cắn quá hay như thế nào đó thì mình ngồi mình quơ 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 cho cô ấy như thế này nè, thì
đối với những cô, những đàn ông họ cảm giác cái điều đó nó không có là cái gì hết, nhưng mà đối với người phụ nữ một cái động tác các bạn ngồi quơ tay để đuổi mũi cho cô ấy thôi, cô ấy cũng cảm thấy rất rất là xúc động rồi. Cô ấy cảm thấy giống như là ôi tại sao anh ấy lại quan tâm mình đến như vậy, những cái chuyện nó nhỏ như vậy mà anh ấy quan tâm đến mình. Thì cô ấy cảm nhận được cái tình cảm của bạn rất là nhiều và càng ngày cô ấy sẽ yêu bạn nhiều. Điều thứ ba đó là đừng kiệm lời khen với cô ta. Thì ví dụ như á, ngày hôm nay cô ấy mặc một cái chiếc đầm mới và ngày hôm qua cô ấy phải đi shopping cả một ngày trời mà cô ấy mới lựa được một chiếc đầm đó. Thì khi về các bạn đừng có kiệm lời khen nếu như chiếc đầm đó đẹp và nó phù hợp với dáng của cô ta, thì các bạn đừng nên kiệm lời khen, các bạn hãy khen cô ta là cô bạn gái của mình là ô em mặc chiếc đầm này anh thấy em cực kỳ gợi cảm luôn á. Và các bạn hãy giễu cợt cô ấy bằng cái cách là theo kiểu là nhìn em sexy quá à, thiệt luôn á, nhìn chịu không nổi luôn á, giống như vậy đó các bạn. Giống như là mình cho cô ấy thấy là khi cô ấy mặc lên cái bộ đầm đó cô ấy rất là đẹp, và kể cả cô ấy không mặc cái đầm đẹp được thì cô ấy vẫn đẹp trong mắt mình. Và khi mà cô ấy khoác lên một chiếc đầm mới thôi, nó không cần là quá xuất sắc, không cần là quá mắc tiền, nó chỉ là một chiếc đầm mới mà cô ấy đã lựa và đã mặc thôi, thì các bạn cũng cảm giác là các bạn hãy làm cho cô ấy thấy là giống như cô ấy vẫn thu hút với bất cứ cái bộ đồ nào, kể cả chỉ mặc áo sơ mi của anh thôi anh cũng cảm thấy em đẹp, giống như vậy đó các bạn. Thì lúc đó là cô gái cũng cảm thấy là mình là một người kêu bằng hấp dẫn và đẹp quyến rũ trong mắt cái người yêu của mình, thì cô gái cảm thấy là mình ôi tại mình thật sự là mình là chiếm trọn trái tim của anh ta rồi, và cái người đàn ông này luôn luôn thấy mình đẹp trong mọi lúc mọi nơi. Các bạn biết không, đối với người phụ nữ chỉ cần là người yêu mình cảm thấy mình đẹp trong một bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi cô ấy ngồi làm cá hay là nấu cơm cho người gia đình ăn mà mồ hôi đổ nhễ nhại mà người đàn ông đó thì vẫn thấy đẹp, đó là cô ấy đã hạnh phúc rồi đó các bạn. Điều thứ tư đó là sau lúc giận hờn với nhau thì các bạn dù cô ấy đúng hay sai thì các bạn nên chủ động làm lành với cô ta. Vì không phải là mình lụy tình, không phải, các bạn đừng nghĩ như vậy, mà các bạn hãy nghĩ là vì cái người con gái á, họ thích làm nũng, đôi khi họ biết là họ sai đó các bạn, nhưng mà họ vẫn muốn là người đàn ông quan tâm đến mình. Cho nên á, khi mà các bạn thiệp một bước đi, tại vì khi mà các bạn ra ngoài đường á, các bạn hơn thua với ai mình không biết, nhưng mà các bạn chỉ cần thiệp với cái người mà mình yêu nhất là được rồi. Thì các bạn chỉ cần thiệp với cô ta một cái thôi, ví dụ như nhắn tin em đang làm gì đó, chút nữa anh qua chở em đi ăn. Các bạn không cần phải là nhắn tin quá ngọt ngào hay gì đó, chỉ cần nhắn như vậy thôi. Chút nữa anh qua anh chở anh đi ăn nha. Rồi vậy là xong. Đó là một cái điều mà các bạn thiệp với người phụ nữ đó là hãy làm lành với cô ấy trước. Và ví dụ như cô ấy hơi giận hơi dai một chút xíu á, thì các bạn chịu khó là kêu bằng chiều chuộng cô ta một chút, và theo kiểu là mình hơi có một cái tính là nhây nhây nhẹ và có cái tính khôi hài một chút xíu, thì nhất định là những cái điều mà cô ấy giận, đôi khi cô ấy không có giận các bạn nhiều đâu, chỉ là giận hờn vu vơ thôi, nhưng mà vấn đề ở chỗ là cô ấy muốn được quan tâm và cô ấy muốn được chiều chuộng. Cho nên đôi khi á, hả cô ấy biết là cô ấy lỗi đó, nhưng mà cô ấy vẫn làm nũng để cho các bạn phải chiều cô ta. Nhưng mà sau khi mà các bạn đã làm lành với cô ta rồi á, thì các bạn nói anh không đồng ý em làm như vậy, và em làm như vậy là em nhìn em thế này thế kia thế nọ, thì mình bảo đảm với các anh luôn là cô ta sẽ suy nghĩ lại và sẽ thay đổi theo cái lời nói của mình. Với cái người mà theo kiểu họ yêu mình thật lòng là họ sẽ thay đổi theo cái ý của mình, nhưng mà trước tiên thì họ sẽ làm nũng trước cái đã đó. Người con gái á, rất là dễ dễ kêu bằng người ta gọi là dễ dụ á các bạn. Thì sau những cái ngày đặc biệt, các bạn hãy chọn cho mình những cái ngày đặc biệt, ví dụ như ngày đầu gặp nhau, rồi kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau, 2 năm ngày quen nhau, hay bất cứ một cái kỷ niệm nào đó, hoặc là một cái ngày lễ đặc biệt nào đó, các bạn hãy dành một cái món quà nho nhỏ thôi, không cần quá nhiều. Ví dụ như ngày hôm nay là cái ngày Valentine đi, thì anh chở em đi mua một
chiếc đầm đẹp chẳng hạn, hoặc là ngày hôm nay là ngày Valentine anh sẽ chở em đi một cái quán ăn ngon, hoặc là chở em đi một quán cà phê đẹp và lãng mạn, hay bất cứ một cái gì đó không cần quá xa xỉ, chỉ cần là các bạn nói là ngày nó sẽ khác biệt hơn mỗi ngày. Ví dụ mỗi ngày bạn đi uống cà phê cốc, một ly 10.000 20.000 đi, nhưng mà ngày hôm nay anh sẽ dẫn em đi một quán cà phê rất là đẹp, trên một, giống như là nhà cao ốc 18 tầng 20 tầng gì đó, thì cái ly cà phê đó khoảng 50.000 hoặc 70.000 100.000 ly, thì mình nói ngày hôm nay anh sẽ dẫn em đi uống một quán cà phê, là nó khác biệt hơn với mọi ngày. Đó là một cái món quà đặc biệt. Và ví dụ như các bạn cho cô ấy, thay vì các bạn biết là mình dành cái điều đó cho cô ấy mình yêu thì nó là chuyện bình thường, nhưng mà mình hãy giấu nó đi, đừng cho cô ấy biết trước, và đến khi mà mình tặng cho cô ấy rồi cô ấy có một sự bất ngờ, thì các bạn biết không, khi mà người phụ nữ bất ngờ á, sau cái điều bất ngờ đó họ sẽ yêu bạn thêm một chút nữa, dù là một cái điều không là cái gì hết, rất là nhỏ thôi. Hoặc là cái người đàn ông họ ngày hôm đó là họ luôn luôn không bao giờ họ mua đồ ăn về cho mình, hay là những cái đồ ăn hàng ăn vặt cho mình, nhưng mà ngày hôm đó các bạn đi về, các bạn ghé ngang một cái nơi, ví dụ như mình biết được là cái người yêu mình rất thích uống trà sữa đi, hoặc là rất thích ăn xoài lắc xoài trộn hay gì đó, thì mình mua một cái bịch xoài lắc xoài trộn về, cái xong mình giấu, cái đến khi mà về cái mình lấy mình đưa ra trước mặt cô ta, thì cô ta cảm thấy rất là vui các bạn. Và các bạn không biết được cái tâm lý của người phụ nữ đâu, nhiều khi người phụ nữ họ như con nít gì đó, nó giống như mong manh dễ vỡ lắm các bạn, chỉ cần các bạn cho một chút xíu món quà nhỏ thôi họ cũng cảm thấy vui cả một cái ngày hôm đó luôn các bạn. Bởi vì người ta nói là chỉ cần cho một cái cục kẹo thôi mình cũng cảm thấy vui rồi đó các bạn. Tiếp là điều thứ sáu, đó là các bạn biết gì không, mà cái điều này là mình thấy là thường những cái anh á rất là vô ý, là cái người con gái rất thích thơm tho nha mọi người. Và khi mà các bạn thơm tho như vậy á, họ sẽ đến một ngày đó họ sẽ yêu bạn bằng cái mùi hương trên cơ thể của mình mà họ không biết được là, giống như là nhiều khi họ cảm thấy nó quen thuộc luôn vậy á, và họ yêu nó đến khi nào họ không biết. Có thể là họ đi ra ngoài đường họ nghe cái mùi hương đó thoang thoảng đâu đó, tự nhiên cái họ sực nhớ đến mình. Đó là giống như là họ quen với cái mùi hương của các bạn, và thơm, các bạn phải thơm, và khi họ ở gần bạn họ cũng cảm thấy là họ rất là thích ôm bạn và có thể là âu yếm bạn hơn nhiều. Và các bạn biết không, cái mùi hương nó cũng tạo nên cái cảm giác cho cái người đàn bà yêu mình hơn nữa các bạn. Ví dụ như các bạn nghĩ đi, nếu như mà đối với mình, nếu như mà mình đứng gần một người yêu của mình mà ngày hôm đó nó thơm, là mình cũng cảm thấy rất là thích, và mình cảm thấy anh ấy rất là đẹp trai, ngày hôm nay anh ấy rất là đẹp trai và anh ấy rất là bảnh, nhưng mà tại sao cái một ngày nào đó cái anh ấy dơ, nhìn nhem nhúa, mồ hôi mồ kê sình đất đầy đầu, nhưng mà mình lúc đó mình cũng cảm thấy anh cũng là một người yêu của mình, nhưng mà cái cảm giác giữa cái lúc lúc anh thơm tho anh đi chơi với mình và cái lúc anh dơ, mình cũng cảm giác nó có cái sự chênh lệch với nhau. Cho nên á, các bạn tốt nhất thì mà đặc biệt là mình thấy các anh á, khi mà trước khi có bạn gái á, thì rất là chịu khó đẹp trai bóng mướt để có thể đi tán gái, nhưng mà sau khi mà có được bạn gái rồi bắt đầu là hầu như là bỏ bê, rất là dơ và bẩn, thì nên chú ý về cái vẻ ngoài của mình và nhớ là phải thơm nha mọi người. Điểm thứ bảy các bạn biết là gì không, rất đơn giản mà các bạn không cần tốn kém gì hết. Ví dụ như khi một ngày nào đó các bạn đi mua sắm, ví dụ như thường thì người đàn ông sẽ đi mua sắm với cái sở thích của mình, nhưng mà mình mách cho các bạn một chiêu, đó là các bạn hãy đề nghị cô gái đi chung với mình và đề nghị cô gái chọn đồ cho mình. Đó là một cái cách mà các bạn làm cho cô gái đó yêu mình hơn mà các bạn không hề biết đó các bạn. Bạn biết lý do tại sao không? Khi mà các bạn đi lựa đồ, thường là cái cánh mày râu họ sẽ rất vụng về về cái chuyện chọn cho mình một cái trang phục. Có thể là họ sẽ chọn rất là qua loa, hoặc là họ sẽ chọn rất là đơn giản, nhiều khi vô thấy cái áo này màu này đẹp là họ mua thôi, nhưng mà họ không biết được là nó sẽ phù hợp với mình hay không, nó đẹp với mình hay không hay gì đó. Thì với cái người phụ nữ mà các bạn nhờ cô gái ấy đi mua, thì cô gái ấy cảm nhận được là mình quan trọng với anh, và lúc đó cô ấy tự nhiên cô ấy đi chọn đồ cho mình, và cô ấy cảm giác như mình là vợ của anh ấy vậy đó. Và cái tình cảm mà
sau khi những cái lúc mà họ đi lựa đồ cho mình đó, họ cảm giác như là anh rất là giống như là một người to xác thôi, chứ anh rất vụng về, và họ cảm giác giống như anh cũng có một cái sự yếu đuối nào đó bé nhỏ, và họ cảm thấy rất là đáng yêu. Cho nên các bạn biết không, khi mà cái điều đó đó là tạo nên cho được cái người phụ nữ họ thấy được là cái phái mạnh, cái phái mạnh của họ có những cái điểm yếu mà chỉ có người phụ nữ họ mới có thể giúp được cái người đàn ông thôi. Ví dụ như cái người đàn phụ nữ thì may vá, còn cái người đàn ông thì vạm vỡ to xác. Đó là những cái điều như vậy đó các bạn. Cho nên khi mà cái người phụ nữ họ đến như vậy, cái họ cảm thấy là anh rất là đáng yêu, và anh có những cái góc khuất giống như là khi mà bước vào đường nhìn anh có thể là lịch lãm, đẹp trai, cao to, ăn nói hùng hồn hay gì đó, nhưng mà khi mà ở một những cái khía cạnh khác anh cực kỳ đáng yêu. Đối với người phụ nữ là khi mà các bạn đi lựa đồ với người phụ nữ và các bạn vụng về trong cái chuyện đó, thì đó là cái phái mạnh, đó là cái thế mạnh của các bạn đó, đừng nên bỏ qua nha các bạn. Điều thứ hai mình đã đề cập đó là mình quan tâm đến sức khỏe của ấy khi mà mình đi chơi với cô ta. Nhưng mà cái điểm thứ 8 này đó là cụ thể hơn nữa. Khi cô gái đó bệnh, bạn gái của mình bệnh, thì các bạn nên chủ động và mua thuốc và quan tâm, nhắn tin hỏi thăm cô ấy là đã uống thuốc chưa, ăn uống như thế nào, để mình cho cô ấy thấy cái tình cảm của mình dành cho các bạn gái của mình nó lớn đến mức chừng nào. Và các bạn biết không, chỉ cần các bạn có thể cho cô gái ấy 5-10 triệu, 20 triệu trong thời điểm đó cô gái ấy không cần. Nhưng mà chỉ cần ngay thời điểm đó cô gái đấy bệnh, chỉ cần một tin nhắn hỏi thăm và một cái liều thuốc đem đến cho cô gái đấy, hoặc là một tô cháo nóng hổi để trước bàn để cho cô gái ấy ăn và phục hồi cái sức khỏe, thì nó còn hơn 100-200 triệu đồng với cái cô gái trong cái thời điểm đó nữa các bạn. Và các bạn biết không, cái người phụ nữ mà khi mà họ nhận được cái tình cảm của bạn dành cho họ ngay cái thời điểm như vậy, mình nói thiệt, đối với người phụ nữ có cứng đến mức độ nào thì họ vẫn sẽ mềm và họ sẽ yêu bạn thôi. Cho nên khi mà mình yêu nhau rồi, đừng bỏ qua những cái chi tiết như thế này. Ví dụ như bạn gái của mình bệnh thì hãy mua một liều thuốc hoặc là một chén cháo để dành cho các bạn gái của mình ăn để bồi bổ sức khỏe, và hãy dặn dò cô ấy cũng như là ra lệnh cô ấy phải uống thuốc để mau hết bệnh. Đó là cái sự quan tâm của mình dành cho các bạn gái của mình. Thì sau khi mà bạn gái mình hết bệnh thì nhất định cô ấy sẽ yêu bạn hơn nhiều nữa. Thì nhất định cô gái của bạn sẽ yêu bạn nhiều hơn nữa đó các bạn ơi. Hãy tin mình đi. Và cuối cùng ở video này, mình xin gửi đến tất cả các anh chàng mà đang xem video này, nếu như yêu thương bạn gái của mình thì chỉ cần 4 cái điều như thế này thôi. Đó là bốn điểm, đó là chân thành, si tình, mạnh mẽ và phong độ. Bốn cái điều này các anh hãy giữ cho mình. Và nếu như các bạn muốn biết bốn cái điều đó như thế nào thì hãy comment phía bên dưới và hãy đặt câu hỏi cho mình. Thì các bạn vẫn chưa hiểu bốn cái điều đó cụ thể như thế nào thì các bạn hãy để comment bên dưới đi. Mình sẽ chọn một ngày nào đó thích hợp, mình sẽ làm video phân tích về bốn cái điều đó cho tất cả các anh cùng biết nha. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau. Đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ cho kênh. Mình sẽ gặp lại ở những video sau nữa nha. Bye bye mọi người.